Trong không khí vui tươi phấn khởi mừng đảng mừng xuân giáp thìn 2024, chiều tối 14 tháng 2 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương đã diễn ra chương trình Liên hoan nghệ thuật Lân Sư Rồng tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2024. Đến dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, đại diện lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh cùng các đơn vị tài trợ. Liên hoan năm nay thu hút gần 1.000 vận động viên thuộc 21 đoàn Lân Sư Rồng trong và ngoài tỉnh tham gia. Các đoàn biểu diễn năm tiết mục của thể loại múa lân sư rồng như trống trận, lân lên mai hoa thung, múa rồng, lân tứ quý, lân leo cây. Liên hoan diễn ra trong năm đêm từ 14 tháng 2 đến 18 tháng 2. Trong đêm biểu diễn đầu tiên, đông đảo người dân đã được thưởng thức những tiết mục đặc sắc của năm đoàn gồm Gia Thắng Đường, Tâm Anh Đường, Toàn Thắng Đường, Minh Nghĩa Đường và Đoàn Long Đường qua đó mang đến không khí vui tươi sôi so nổi phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đáng 2024.